Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình muốn làm cái video này để thông báo cho mọi người, cho các cô, các chú, các bác và các bạn, những người mà đang lãnh tiền già SSI, đang cả lãnh tiền già SSI, lãnh tiền hưu SSI và lãnh tiền bệnh SSDI, và những người mà đang có Medicare phần B, về những cái thay đổi của cả kỳ chương trình này trong năm 2024. Cụ thể là những cái tiền này nó sẽ tăng hay giảm như thế nào trong năm 2024. Thì gần đây á, đã có một vài những cái dự báo là các cái số tiền già SSI, tiền hưu SSI và tiền bệnh SSDI và cái lệ phí của cái Medicare Part B sẽ tăng vào năm 2024, và cụ thể là nó sẽ tăng như thế nào cho mỗi chương trình. Thì hôm nay mình muốn làm cái video này để thông báo đến với mọi người, để mọi người có thể chuẩn bị trước cái con số chính thức mà nó sẽ tăng bao nhiêu thì vẫn chưa được quyết định, và phải khoảng giữa cho đến cuối tháng 10 thì các cái tổ chức Sở An sinh xã hội và cái chương trình Medicare sẽ phải có đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà bây giờ thì đã có những cái dự báo rồi, và người ta nói là những cái dự báo này cũng khá là chính xác, cho nên mình muốn thông báo trước để cho mọi người biết để chuẩn bị. Trước khi mình đi vào những cái chi tiết đó, thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình, thì channel của mình là làm giàu ở Mỹ, và channel của mình tập trung vào ba chủ đề: tăng thu nhập, giảm chi phí, đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và bởi vì cái chuyện đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ giúp cho mình trở nên giàu có hơn và một cách an toàn và ổn định hơn, đặc biệt là chuẩn bị cho cái cuộc sống về hưu của mình sau này sẽ đầy đủ hơn và thành đạt hơn một chút. Cho nên là mình cũng thường đưa các cái tin mà nó ảnh hưởng đến tiền bệnh, tiền già, tiền hưu, những cái chương trình Medicare dành cho người lớn tuổi và Medicaid. Bởi vì tất cả những cái chuyện đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống về hưu của tụi mình sau này, hoặc là của các cô, các chú, các bác hiện giờ. Cho nên mình đưa những cái mẫu tin này cũng làm cho cái cộng đồng mình là quen hơn với những cái chuyện đó, để sau này đến khi mình để thứ nhất là mình bây giờ mình phải có những cái chuẩn bị tốt cho những cái chuyện đó về già, rồi sau này đến lúc mà mình tuổi về hưu á, thì là mình những cái chuyện đó mình đã quen rồi, cho nên là mình đã có những cái chuẩn bị rất là tốt cho nó rồi. Alright, nếu đó là những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau hàng ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thì trước khi mình đi vào những cái thay đổi của năm 2024, thì bây giờ mình muốn nói lại một chút để cho mọi người, nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem video này, thì các bạn cũng biết là những cái chương trình này là như thế nào. Thì tiền già SSI là cái khoản tiền trợ cấp của chính phủ dành cho những người trên 65 tuổi có quốc tịch Mỹ và không có nhiều thu nhập, cũng như là không có những nhiều tài sản, có được cái khoản tiền này để người ta sinh sống. Thì đây người ta gọi là tiền Anh thì người ta gọi là tiền SSI, tức là Supplemental Security Income, mà người Việt mình hay gọi là tiền già thì mình hay gọi luôn là tiền già SSI để cho nó kết hợp lại với nhau. Thì đây những cái khoản tiền trợ cấp dành cho người già mà không có những cái thu nhập nhiều và cũng không có những cái tài sản gì nhiều cả. Thu nhập và tài sản cụ thể như thế nào thì mình đã có rất là nhiều những cái video về tiền già SSI, thì các bạn xem lại các video đó thì các bạn sẽ thấy, nếu các bạn chưa biết những cái mức cụ thể là thu nhập hạn chế là bao nhiêu và tài sản hạn chế là bao nhiêu. Và tiền già mình nói là có quốc tịch Mỹ, nhưng mà nếu bạn không có quốc tịch Mỹ nhưng mà bạn đã có đủ 40 tín chỉ làm việc rồi và bạn đang nhận tiền hưu SSI mà cái số tiền hưu nó cũng rất là thấp, thì muốn nhận thêm cái tiền già hỗ trợ thêm tiền hưu thì không có quốc tịch Mỹ nhưng mà đã có đủ 40 tín chỉ thì bạn cũng có thể nhận thêm tiền già bổ sung vào cái tiền hưu SSI của bạn. Thì như vậy là mình cũng đi qua luôn cái phần tiền hưu SSI. Thì tiền hưu SSI á, là cái này là tiền hưu bạn sẽ nhận được lúc bạn về hưu. Bạn có thể nhận được tiền hưu này vào lúc 20, trẻ nhất là 62 tuổi. Cái tuổi chính thức để nhận là 67 tuổi. Và bạn phải nhận cho đến, bạn thường á, mọi người muốn trì hoãn để nhận số tiền nhiều hơn, thì có thể trì hoãn cho đến năm 70 tuổi là năm tối đa bạn có thể trì hoãn được. Thì đây là cái tiền, tiền này là tiền hưu.
Và tiền này là tiền bạn nhận được, bởi vì trước đây lúc bạn đi làm á, bạn đã đóng tiền vào hệ thống an sinh xã hội, bạn sẽ bạn bạn đã đóng thuế vào tệ của hệ thống an sinh xã hội lúc bạn đi làm rồi. À, thì đến khi bạn về hưu bạn nhận được cái tiền mà bạn đã đóng vào rồi, chứ tiền này không phải là tiền trợ cấp, tiền già mới là tiền trợ cấp, tiền chính phủ người ta cho, còn tiền hưu là tiền của bạn đóng vào rồi thì bây giờ bạn nhận ra lại là tiền của bạn, chứ không phải là ai trợ cấp ai cho gì cả. Thì bởi vì nó không phải là tiền trợ cấp và tiền ai cho gì cả, cho nên nó cũng có những cái lợi thế hơn. Ví dụ giống như là bạn đi đâu bạn cũng nhận được tiền này. Còn nếu bạn tiền già thì bạn chỉ đi ra khỏi nước Mỹ nhiều hơn 30 ngày là bạn sẽ không được nhận cái tiền già này nữa. Tiền bệnh SSDI là cái tiền mà bạn, nếu như bạn có bệnh tật mà bệnh tật này kéo dài hơn 1 năm hoặc là có thể dẫn đến những cái tử vong này nọ thì bạn sẽ nhận được cái tiền bệnh này. Và tiền bệnh này người ta cũng tính là bạn phải có đi làm ở Mỹ, bạn phải có những cái tín chỉ làm việc thì bạn mới nhận được cái tiền bệnh SSDI này. Và bao nhiêu tín chỉ để nhận được cái tiền bệnh này á thì là bạn tùy thuộc vào cái độ tuổi của bạn. Thì nếu như mà bạn bị bệnh trong thuộc loại những cái loại bệnh mà được cho có cái tiền bệnh SSDI này thì bạn cũng sẽ được, thì đó là cái tiền bệnh SSDI. Và bạn thấy lúc nãy giờ mình nói đến ba loại tiền: tiền già SSI, tiền hưu SSA và tiền bệnh SSDI. Cả ba cái loại tiền này đều được quản lý bởi một sở được gọi là sở an sinh xã hội của Mỹ. Và sở an sinh xã hội là một cái cơ quan liên bang, cho nên là nó quản lý chung cho tất cả nước Mỹ. Thì những cái số tiền này á, tiền già và tiền SSDI á, thì thường là nó không có thay đổi nhiều. Những cái ba cái số tiền này á, nó mỗi hàng năm thì nó thay đổi dựa vào có một cái yếu tố chính mà năm nào cũng nó cũng phải thay đổi, thì người ta gọi á, là những cái điều chỉnh của các cái số tiền này dựa vào cái lạm phát. À, lạm phát là mình nói ngắn gọn để cho mọi người dễ hiểu, trong tiếng Anh nó dùng một cái từ á, là cost of living adjustment, tức là nó hay gọi là COLA, COLA. Tiền hàng năm thì người ta phải điều chỉnh theo cái COLA này, thì là cost of living tức là cái chi phí sinh sống, adjustment là thay đổi dựa vào cái thay đổi của chi phí sinh sống mỗi năm, đúng không? Thì nếu như mà mọi các bạn nhớ là năm 2023 thì cái tiền này, tất cả các cái tiền này nó tăng được 8,7%, bởi vì năm 2022 là tiền lạm phát của mình là cũng gần 9%, cho nên năm 2023 để đáp ứng lại cái mức lạm phát đó thì mình được tăng là 8,7%, là một cái số tăng rất là lớn. Thì đến năm 2024 cũng dựa vào mức lạm phát của năm 2023, người ta cũng phải điều chỉnh nó tương ứng. Thì theo những cái báo cáo gần đây nhất, theo những cái báo cáo của các cơ quan mà có thẩm quyền trong cái chuyện này á, thì người ta nghĩ là cái số lạm phát của năm 2023 mà được dùng để điều chỉnh cái số tiền này cho năm 2024 là khoảng 3,2%. 3,2%, năm trước là 8,7% đúng không? Năm nay thì chỉ được 3,2% thôi, bởi vì năm nay là lạm phát đã giảm rất là nhiều rồi. Và theo Sở An sinh xã hội, người ta chỉ tính trung bình tất cả những người nhận tiền hưu, tiền già và tiền bệnh, thì người ta nói là trung bình mỗi người sẽ nhận được tăng khoảng 57,3 đô la. 57 đô la và 30 cent, đúng không? Mỗi tháng, thì cái số đó là số tăng của năm 2024. Mình có tính sơ, mình thấy là ví dụ giống như tiền trung bình, tiền bệnh, tiền tiền hưu thì mình không nói đến, nhưng mà tiền bệnh chẳng hạn, trung bình á, thì mình cho là mỗi người nhận được 600 đô mỗi tháng. Thì nếu mà người ta điều chỉnh tăng 3,2% thì mỗi tháng sẽ tăng được khoảng 19 đô 20 cent. Thì cái số tăng thì cái đó là cũng không nhiều, đúng không? Nhưng mà nó tăng để đáp ứng lại cái chuyện lạm phát thôi. Thì nói như vậy để mọi người biết, thì nếu như mà tháng này hàng tháng mọi người nhận được tiền hưu, tiền bệnh và tiền già này bao nhiêu thì mọi người có thể tính thêm là nó tăng khoảng 3,2% nữa, thì sang năm mình sẽ nhận được cái số tiền tương ứng như vậy. Đã nói đến chuyện tăng thì mình phải nói cho luôn một chút nữa, tiền hưu SSI nó ngoài cái chuyện tăng điều chỉnh theo cái chỉ số lạm phát này á, thì tiền hưu SSI là cái tiền duy nhất mà có thể tăng được nếu như mà bạn nhận tiền hưu mà bạn vẫn còn tiếp tục đi làm. Và mình cũng có một cái email để mình có một cái video để mình giải thích cái chuyện này rất là kỹ rồi. Thì vì nếu mà bạn nhận tiền hưu rồi, bạn nhận tiền hưu sớm 62 tuổi chẳng hạn, hoặc 65 tuổi, 67 tuổi, bạn nhận tiền hưu xong bạn vẫn đi làm,
Thì khi mà bạn đi làm á, nếu mà cái mức lương của bạn là cao hơn cái mức lương trung bình, cái mức lương của 35 năm trước đây bạn đi làm, thì người ta lại cái mức lương cao hơn này, người ta tính lại tiền hưu cho bạn mỗi năm. Hoặc là nếu trước đây khi bạn làm tiền hưu á, cái số năm đi làm của bạn ở Mỹ dưới 35 năm, tức là người ta chỉ có được 20 năm bạn đi làm chẳng hạn, hoặc là 25 năm bạn đi làm thôi, thì người ta tính ra cái tiền hưu của bạn là mấy trăm đồng đó, hoặc là mấy ngàn, 1.000 bao nhiêu đó. Thì bây giờ bạn vẫn tiếp tục đi làm sau khi bạn đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, thì những cái năm sau này đi làm, người ta lại tiếp tục lấy cả cái số đó để đưa vào, bởi vì để tính được cái tiền hưu SSI, người ta phải dùng cái số tiền lương bạn đi làm trong 35 năm để người ta tính ra. Thì nếu mà trước đây khi mà tính ra cái số ban đầu á, bạn chỉ có được 20 năm thôi, bây giờ bạn tiếp tục đi làm thì mỗi năm như vậy, người ta dùng cái số tiền bạn nhận được và cái số tiền bạn đóng bảo hiểm an sinh xã hội để người ta tiếp tục tính lại, và như vậy thì số cái tiền hưu SSI của bạn có khả năng sẽ tăng thêm nữa. À, ngoài cái chuyện tăng là do lạm phát, được tăng là do cái COLA adjustment, đúng không? Thì đó là những thay đổi về tiền già, tiền hưu và tiền bệnh. Còn Medicare và phần B thì sao? Thì bây giờ nói đến Medicare phần B, thì mà nói đã đến Medicare rồi, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel á, thì chắc là các bạn chưa biết nhiều về Medicare. Thì thật ra Medicare nó khá phức tạp, nó có đến 4 phần: phần A, phần B, phần C và phần D. Thì phần A là cái phần bảo hiểm bệnh viện, nếu như mà bạn đi làm và bạn có đủ 40 tín chỉ thì phần A sẽ được miễn phí. Nếu mà bạn không có đủ 40 tín chỉ thì bạn phải mua, phải đóng tiền cho cái phần A đó. Phần B là cái phần bảo hiểm y tế, tức là bảo hiểm đi khám bệnh, đi chữa bệnh mà không phải nằm trong bệnh viện, các cái xét nghiệm, các cái phẫu thuật nhẹ mà không phải nằm trong bệnh viện qua đêm, thì phần B nó sẽ trả. Phần B này là phần mà tất cả mọi người đều phải đóng tiền cả. Cho dù bạn có đủ 40 tín chỉ hay là không, thì bạn muốn có phần B bạn phải đóng tiền. Thì năm 2023, cái con số số tiền để đóng cho phần B này mỗi tháng á, là 164 đô 90 sen. Là đó là đóng của năm 2023. Thì đã có những cái dự kiến á, là năm 2024, cái số tiền mỗi tháng phải đóng á, là 174 đô và 80 sen. Vậy là bạn thấy là nó mắc hơn khoảng 10 đô, đúng không? 10 đô mỗi năm, à, 10 đô mỗi tháng. Bây giờ là 164 đô 90 sen mỗi tháng, thì sang năm nó sẽ là 174 đô 80 sen mỗi tháng. Thì cái con số này cũng là một cái con số mà đang được ước tính thôi, chứ chưa phải là cái con số cuối cùng, bởi vì con số cuối cùng thì phải đến khoảng giữa tháng 10 đến cuối tháng 10, Sở An sinh xã hội người ta mới, và Medicare người ta mới đưa ra cái số cuối cùng. Thì vì sao bây giờ vẫn chưa có số cuối cùng mà phải đợi đến tháng 10, là bởi vì để tính toán những cái con số này á, thì Sở An sinh xã hội và Medicare phải đợi cả cái thông tin, cả cái data, cả cái chỉ số lạm phát của tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thì bây giờ mình đang ở giữa tháng 9, mình chưa có được cái số lạm phát của tháng 9, thì đến cuối tháng 9 mình sẽ có cái số lạm phát của tháng 9, sau khi có được cả 3 tháng 7, 8 và 9 rồi, và những tháng trong năm 2023, thì người ta sẽ bắt đầu có được cái con số chính thức, và khi đó người ta sẽ thông báo chính thức và số đó sẽ là thổ số chính thức. Tuy nhiên theo những cái nguồn tin mà trên mà do các cái cơ quan mà tính các cái chỉ số này á, thì người ta khá là tự tin, người ta nói là đến đến khoảng 68% là cái tiền tiền điều chỉnh của các tiền hưu SSA, tiền già SSI và tiền bệnh SSDI sẽ vào khoảng 3,2%, và cái số Medicare Part phần B sẽ tăng từ 164 đồng 90 sen lên 174 đồng 80 sen. Alright. Thì chỉ ngắn gọn như vậy, mình muốn làm cái video này để mình thông báo với mọi người, để nếu mọi người chưa biết thì mọi người có thể biết trước để chuẩn bị cho những cái khoản thay đổi này. À, nếu mà các bạn thích video của mình thì các bạn nhớ cho mình một nút like và cho mình một hai chữ comment. Càng nhiều nút like và comment thì sẽ giúp YouTube quảng bá cái video này đến với nhiều người trong cộng đồng của mình hơn nữa. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Mình ra video vào mỗi tuần và mình ra vào các cái chủ đề tăng thu nhập, giảm chi phí, đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chào tạm biệt. Bye bye.